Đang Nghĩa xin chào bà con cô bác. Hey! Xin chào, một ngày mùa đã đến, nắng lung linh, hoa lá đang tươi bình, vui ngày mới, làm việc mê say, yêu thương chưa tràn đầy, đôi tay này vun mai ấm thêm. Đại Nghĩa xin chào mừng bà con cô bác, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình hôm nay, chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Cảm ơn nhà hàng Bột Giặt Shop Hương Sa Vải đã đồng hành cùng với chúng tôi. Và một tuần vừa qua không biết mọi người như thế nào, công việc có tốt không, có nhiều niềm vui hay không. Và chắc chắn là giờ phút này đây, tối Chủ Nhật, khi cả gia đình ngồi xuống cùng nhau quây quần bên mâm cơm, rồi cùng đón xem chương trình Vợ Tôi Là Số 1, thì chắc hẳn là sẽ chia sẻ với nhau rất nhiều những câu chuyện mà chúng ta đã trải qua trong ngày. Và mong rằng những thông tin mà chương trình Vợ Tôi Là Số 1 cũng sẽ mang đến cho mỗi gia đình chúng ta những cái điều để chúng ta có thể rút kinh nghiệm và làm tốt gia đình của mình hơn, để tổ ấm chúng ta thật sự là hoàn hảo. Chương trình của chúng ta thì chỉ có 4 vòng thi. Vòng 1 là vòng khởi động, vòng 2 có tên là đồng lòng vượt khó, và vòng 3 là tâm đầu ý hợp, và vòng thi thứ 4 nhanh tay đáp lẹ. Chúng ta sẽ coi hai gia đình nào có điểm số cao nhất tranh tài ở vòng này, và gia đình nào chiến thắng thì người phụ nữ sẽ được ngồi lên chiếc cân vàng. Bây giờ thì mình làm quen với ba gia đình hôm nay nha. Gia đình đầu tiên sẽ được giới thiệu gia đình của Nguyễn Thị Kim Thùy và Thái Minh Kháng đến từ Cần Thơ. Hôm nay vợ chồng em đến đây thi Vợ Tôi Là Số 1 thì rất là vui ạ. Nhân ngày kỷ niệm ngày cưới thì được chương trình mời đi tham gia chương trình luôn, cũng niềm vui nhân đôi. Hai vợ chồng em lấy nhau được 5 năm rồi, quen nhau từ thời đại học lận. Lớp em là lớp tài chính, rất là ghét lớp kế toán của ông xã, mà ông xã lại là lớp trưởng và cầm đầu đàn mà. Nên lại ghét ông này luôn nữa. Chúa ghét luôn. nhưng mà đến năm thứ hai thì em được tham gia Mùa Hè Xanh. May mắn thì ông xã em cũng đi tham gia cùng chiến dịch. Qua quá trình thì thấy ảnh tiếp dân, rồi cũng biết nấu ăn, mà đặc biệt nữa là cũng hát tài tử rất là giỏi. Nên kết từ từ quen luôn và bây giờ lấy nhau được một bé 4 tuổi ạ. Rồi cái lúc đó đó, cái lớp tài chánh còn ghét lớp kế toán nữa không? Dạ, từ đó thì hai lớp rất là vui vẻ. Dạ, người ta nói ghét của nào trời trao của đó anh. Bởi vậy, chúng ta làm quen với gia đình thứ hai nha. Gia đình của Võ Nguyễn Bảo Châu và Võ Tấn Tài đến từ Chợ Lách, Bến Tre. Gia đình em có 4 thành viên, gồm em, ông xã và một hot girl và một hot boy. Em với anh xã ở đây đến với nhau cũng trong một dịp tình cờ. Lúc đó em là sinh viên. Trong thời gian mà em không có đi học thì em có về phụ bán quán cơm cho dì của em. Thì lúc đó ông xã có ra ăn cơm thường và để ý. Sau đó thì có xin số điện thoại của dì. Rồi liên lạc, rồi trong vòng khoảng 5 tháng thì tụi em cưới nhau. Cảm ơn em về câu chuyện này. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm quen với gia đình còn lại nha. Gia đình của Nguyễn Thị Thanh Phúc và Trương Thanh Đảo đến từ Ngã Bảy, Hậu Giang. Hai đứa em học chung từ thời phổ thông, khi nhưng mà không có để ý. Mãi cho đến hai đứa đi lên học đại học thì mới tình cờ được gặp lại nhau. Nên ảnh xin số điện thoại của em và hẹn rủ đi uống nước. Hai đứa bắt đầu tìm hiểu nhau 9 năm và hai đứa đi đến hôn nhân và được 6 năm. Chà, vậy là một khoảng thời gian khá dài nha. Tìm hiểu nhau tới 9 năm, sao tìm hiểu chi lâu dữ vậy? Dạ, tìm hiểu lâu cho nó kỹ để không bị lầm. Rồi đến giờ em thấy rằng cái sự tìm hiểu đó của mình nó có xứng đáng với cái khoảng thời gian khá dài là 9 năm hay không? Dạ xứng đáng ạ. Xứng đáng bởi vì được hai bé rồi. Dạ. Xin chúc mừng hạnh phúc của cả ba gia đình đến với Vợ Tôi Là Số 1 ngày hôm nay. Mời ba ông chồng về vị trí của mình. Bây giờ sẽ là vòng thi đầu tiên mang tên Khởi Động. Nhà Kim Thùy trước nè, em đặt cược bao nhiêu? Dạ, em đặt cược 1.000 điểm ạ. Mời Kháng bấm nút chọn hình. Sản phẩm của nhà tài trợ Bột Giặt Shop Hương Nước Sà Vải mới. Chủ đề chăm sóc trẻ nhỏ, tình huống như sau. Em chuẩn bị đâu mà đưa con đi học ngày mai phải không? Em chuẩn bị xong hết rồi. Đọc chút xíu ngủ sớm nè. Ủa? Ủa con gái? Mẹ, ba mẹ.
Hôm nay cho con ngủ chung với ba mẹ nha. Con nhớ mẹ. Không có được. Làm vậy là con không có lớn lên được, con hiểu không? Sao con không lớn lên được? Con ngủ một mình á, con sẽ vượt qua được nỗi sợ hãi nè. Con sẽ được mạnh mẽ hơn, con hiểu không? Vậy con vừa không sợ, con vừa trưởng thành, con vừa ngủ được với ba mẹ không? Con sẽ được ngủ chung với ba mẹ luôn. Nhưng mà con sẽ ít bị thông minh hơn. Lúc đó con sẽ dựa dẫm với ba mẹ. Cái gì con cũng kêu ba mẹ phải giải quyết giùm cho con hết. Con vậy hiểu không? Con chịu đựng ít thông minh để con được ngủ với ba mẹ. Con gái á, đòi ngủ với ba mẹ là chứng tỏ con sống rất là tình cảm đúng không? Nhưng mà ngủ chung với ba mẹ có cái lợi và cũng có cái hại nữa. Cái hại là nãy giờ ba con nói rồi đó. Còn cái lợi là sao? Là con gái của mẹ sẽ trò chuyện với ba mẹ nhiều hơn nè. Rồi sẽ phát biểu cảm nghĩ của mình nhiều hơn nè. Sẽ sống tình cảm nhiều hơn và có cảm xúc nhiều hơn. Cứ cho con ngủ chung hoài đi nha. Rồi mai mốt con nó bám riết theo mình cho coi. Vậy giờ thử hỏi thí sinh coi là có nên cho con ngủ chung với ba mẹ hay không? Con cái ngủ chung với cha mẹ thì sẽ A. thông minh hơn, B. tự lập hơn, C. cảm xúc tốt hơn. Em chọn là câu C. cảm xúc tốt hơn ạ. Việc cho con ngủ riêng hay ngủ chung ấy, đó là vấn đề được tranh luận từ hồi trước đến giờ. Mà nhiều quan điểm hiện đại kết luận là nếu mà trẻ mà ngủ riêng á thì chỉ số tự lập rất là cao, không bám vô ba mẹ nè, khả năng tự tin này nha, mạnh dạn trước đám đông này nha, thông minh, tăng trưởng nhanh hơn. Tuy nhiên, khoa học mới đây vừa khẳng định những em bé mà ngủ cùng cha mẹ sẽ có nhiều lợi ích, đó là có sự hài hòa về tâm lý, ít bị stress, ít bệnh và bình phục nhanh hơn nếu như mà bị bệnh. Nói cách khác, những em bé thường được ngủ chung có cảm xúc cao hơn, cởi mở hơn với mọi người và yêu thương, tình cảm hơn trong cuộc sống. Xin chúc mừng. Chị đã trả lời đúng. Cô được cộng 1000 điểm. Và mời em tìm bước chân may mắn cho mình. Bữa nay em mặc màu xanh nên em chọn màu trắng ạ. Có nhiều cái cũng nghiệt ngã lắm, mặc đồ xanh chọn màu trắng không phải là bước chân may mắn. Gia đình tiếp theo, gia đình của Bảo Châu. Dạ em xin cược 1000 điểm ạ. Mời Tấn Tài bấm nút chọn hình. Chủ đề dinh dưỡng. Và đây là tình huống dành cho nhà Bảo Châu. Kính thưa quý vị, bà con, cô bác, hôm nay Thế Giới Trái Cây của chúng tôi sẽ mở một cuộc thi hạt ai độc nhất. Xin mời thí sinh đầu tiên chính là bánh tre ở quên bé Chanh. Mời bé Chanh. Dạ. Trời ơi. Chào mọi người. Khoan khoan, em là Chanh mà sao tự nhiên em đeo hai trái cam vậy? Dạ đúng rồi anh, cây thì sao thì trái nó như vậy. À, còn anh là xin giới thiệu anh là mãng cầu nha. Dạ anh ơi, hình như anh là mãng cầu ta đúng không? Đúng rồi. Tại sao nhìn anh giống mãng cầu sim quá vậy? Cây sao trái vậy mà em. Thôi em đừng thắc mắc. Xin mời bé cuối cùng, một nhân tố rất đặc biệt, đó chính là bé Nhãn. Xin cho em và bé Nhãn một tràng pháo tay. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ thi cuộc thi là hạt ai độc nhất. Dạ kính thưa bà con. Dạ ở trong cuộc thi này thì em nghĩ là thi làm cái gì nữa. Em là cái hộp độc nhất rồi. Sao làm biết là hộp tranh độc nhất? Anh không tin đúng không? Ừ. Em móc hộp cho anh. Thôi 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 thôi. Nhìn cái hộp em thấy ghê lắm ha. Bây giờ mình đem cái hộp mình ra để mình cho mọi người biết là nó độc hay là không. Rồi bây giờ để anh cởi ra nè. Thôi. Em nói anh nghe nè, mình đừng có giặt áo ra thấy ghê lắm. Mình phải trí tuệ, thí dụ như mình bằng lời nói, mình diễn tả. Được luôn. Đây. Hộp tôi là độc nhất, tại hộp tôi màu đen. Mà cái gì màu đen á là nó phải tượng trưng cho cái gì nó ghê gớm lắm, đúng không? Vậy là không có cửa với hộp chanh rồi. Hộp mãng cầu tại sao? Đen nhưng mà cứng, không vị, không mùi, đúng không? Còn hộp chanh, anh thử anh cắn vô cái coi. Tuy là da nó trắng nõn nhưng mà cắn cho nó đắng. Mà ở ngoài nó chua. Cô Ly. Nè, mấy anh chị nghe người ta nói không? Nếu như á mà lỡ sơ ý á mà hả nuốt phải hộp chanh hoặc là nuốt phải hộp mãng cầu thì cũng không có chết, hay không? Còn của em tuy nhỏ nhưng mà có vỏ, thấy không? Đó. Sao vậy? Ai mà lỡ mà nuốt nhầm cái hộp nhãn này thôi đó. Đúng rồi. Chẳng những chết vì độc mà còn mắc nghẹn mà chết. Nhưng vậy là hộp em độc nhất. Không, hộp tôi độc nhất. Hộp tôi độc nhất. Hộp tôi độc nhất. Hộp em nè. Hộp mệt quá. Bây giờ muốn biết cái hộp người nào độc nhất á, hỏi tất cả chị em phụ nữ của vợ tôi là số 1 nè. Chị, hộp tôi độc nhất phải không chị? Hộp của tôi mới là độc nhất. Em ha. Hạt của loại trái nào sau đây có chứa độc tố? Dạ em chọn đáp án A, hạt mãng cầu. Mẫu càng hay còn gọi là mãng cầu, tuy rất ngon nhưng tuyệt đối không được nhai hạt. Bởi vì hạt rất độc,
Sâu bên trong lõi hạt này chứa chất dùng làm thuốc nhuộm răng hay diệt rận trong quần áo. Tuy nhiên, nếu nuốt phải chúng ta cũng đừng nên quá lo lắng, vì hạt mãng cầu có lớp vỏ dày bên ngoài, cứng và bao bọc, ngăn không cho nhân hạt phát huy tác dụng nhé. Còn chanh và nhãn là những loại hạt tuyệt vời, là thần dược cho sức khỏe, như là tiêu diệt tế bào ung thư nè và tăng cường omega 3 cho hệ thần kinh nữa đó. Vậy ai chọn nhãn em là sai rồi nha. Đáp án đúng là đáp án A, mãng cầu. Mời em tìm bước chân may mắn cho mình. Dạ em xin chọn ô màu trắng ạ. Ô màu trắng sáng đèn. Bạn nhận được sản phẩm đó là một cái bếp điện từ. Chúc mừng. Gia đình tiếp theo của Thanh Phúc. Dạ em xin chọn 1.000 điểm ạ. Thanh Đảo, bấm nút chọn hình. Chủ đề sức khỏe. Tình huống như sau. Anh y tá, dạ dạ, anh đo huyết áp giùm cho tôi nó kỹ kỹ một chút đi. Dạ. Tuổi ngạn lớn nó yếu á, muốn đo cho nó an tâm. Có máy móc và đo chính xác lắm, anh cứ an tâm. Dạ dạ. Dạ dạ, dạ. Đưa tay này em đo. Ủa, dạ. Ủa sao ủa sao anh đo tay trái? Dạ. Tôi tưởng bên tay phải, đo tay phải đi. Thì đo tay phải, dạ. Dạ. Khoan y tá. Dạ sao? Không mấy giờ đo tay trái tôi được không? Tại vì cái tay trái á, tôi ít có làm việc á, chắc cái độ chính xác nó hơn tay phải. Tay phải làm nhiều sợ nó yếu á, cái mạch nó yếu á. À rồi. Nha nha. Thông cảm. Dạ 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 dạ. Rồi. Dạ. Rồi chuẩn bị đo nha. Không. Dạ. Cái tay trái ít làm việc á, sợ nó cái cơ nó không có mạnh. Bây giờ mình đo tay phải làm việc nhiều quá. Hay mình đo bên tay phải đi. Dạ rồi. Dạ sao? Anh muốn đo tay trái thì đo tay trái, đo dạ. Tay phải, đo tay phải. Dạ dạ. Thì bây giờ em sẽ đo cho anh hai bên luôn. Ừ, vậy đi. Rồi. Hai bên đi. Kết quả tính sao? Dạ. Dạ. Nên đo huyết áp ở cánh tay nào để chẩn đoán bệnh tốt hơn? A. Cánh tay trái. B. Cánh tay phải. C. Cả hai cánh tay. Em chọn đáp án C ạ, à, là cả hai cánh tay ạ. À. Nghiên cứu cho rằng á, nếu huyết áp của hai cánh tay á chênh lệch khoảng 10mm thủy ngân á thì nó sẽ có vấn đề về tim mạch và ngoại biên nè, hiện tượng động mạch đã bị hẹp và bị sơ cứng khiến máu khó lưu thông xuống dưới chân. Nếu khác nhau 15mm thủy ngân á cho thấy là nguy cơ mắc về bệnh não. Cảm ơn anh y tá nha. Dạ. Nhờ anh y tá giải thích em mới hiểu á. Dạ. Xin chúc mừng chị, đáp án là đáp án C, đo hết cả hai tay. Chính xác, chúc mừng. Mời em tìm bước chân may mắn. Dạ em xin bước ô màu xanh ạ. Ô màu xanh. Ô màu xanh có đèn. Gia đình của em sẽ nhận được một bộ wrap gối mềm. Như vậy là chúng ta đã kết thúc vòng thi đầu tiên và điểm số các gia đình như sau. Gia đình của Kim Thùy 2.000 điểm. Gia đình của Bảo Châu 2.000 điểm. Gia đình Thanh Phúc 2.000 điểm. Bây giờ thì ba ông chồng chuẩn bị sẵn sàng nha. Chúng ta sẽ cùng với bà xã của mình bước vào vòng thứ hai mang tên Đồng Lòng Vượt Khó. Gia đình của Bảo Châu trước tiên nha. Em sẽ chọn mảnh ghép số mấy? Dạ thưa anh, đề nghị em chọn mảnh ghép số 2 ạ. Cây bằng cột nhà, không bào mà nhẵn là cây gì? Dạ cây chuối. Chính xác, chúc mừng em. Gia đình của Thanh Phúc. Dạ em chọn mảnh ghép số 4 ạ. Xe gì lăn chậm như rùa, mình mập đi trước thân ròm đi sau? Dạ em xin trả lời là xe lu ạ. Chính xác, chúc mừng em. Tiếp theo, Kim Thùy. Dạ, em xin chọn mảnh ghép số 1 ạ. Cây nến đốt càng nhiều càng ngắn. Vậy, hỏi cây nào đốt càng nhiều càng dài? Đáp án của em là cây tre ạ. Chính xác, chúc mừng em. Ba mảnh ghép được mở ra luôn. Không biết có ai đoán được ý nghĩa bức tranh lớn này là gì không ta? Xin mời Thanh Phúc.
xin trả lời ăn khế trả vàng không ạ? Chưa đúng. Thôi mình mở tiếp vậy. Bảo Châu, em chọn mảnh ghép số mấy? Dạ, em chọn mảnh ghép số 6. Cái gì không miệng mà kêu, tội thì không tội mà bị treo suốt ngày? Dạ, em xin trả lời là cái chuông gió. Chính xác, chúc mừng em. Phúc, em chọn mảnh ghép số mấy? Dạ, em chọn mảnh ghép số 5 ạ. Lá gì ăn gió căn phòng, giúp người ra biển xuôi dòng sông xa? Dạ, em xin chọn là lá bồm ạ. Lá bồm, chính xác, chúc mừng em. Mời Bảo Châu. Dạ, thưa anh là rung ca nhát khỉ. Đó là câu trả lời chính xác, chúc mừng. Rung cây nhát khỉ. Gia đình của Bảo Châu sau khi năm mảnh ghép được mở ra thì đoán được ý nghĩa bức tranh lớn, mang về cho mình 1.000 điểm. Bảo Châu với Thành Phú sẽ có cơ hội tìm bước chân may mắn. Mời Châu trước nè. Dạ, em bước thẳng ô màu xanh. Màu xanh, mời em. Màu xanh có đèn. Và em sẽ được nhận sản phẩm một cái bình thủy điện. Dạ, em cũng bước thẳng màu xanh luôn ạ. Mời em màu xanh luôn. Cũng là màu xanh, mà màu xanh này tối thui, không có đèn. Kết thúc vòng thi thứ 2, gia đình của Bảo Châu được 4.000 điểm. Gia đình của Thanh Phúc 3.000 điểm. Và gia đình Kim Thùy 2.500 điểm. Chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ 3 mang tên Tâm Đầu Ý Hợp. Vòng thi thứ 3, gia đình của Phúc tham gia đầu tiên. Mời em bấm nút chọn hình. Sản phẩm của nhà tài trợ bột giặt xốp hương nước xà vải mới và chủ đề mạng xã hội. Bắt đầu. Có hai từ. Phong gì? Phong chào. Đúng chào rồi đó. Đúng, chính xác. Cái chậu mà để than á, để trồng cái gì? Trồng lan. Lan truyền. Này có 4 từ. Cái gì chuyển? Chuyển á, chuyển á. Phát triển. Đó, đúng từ đầu. Mình nói ra là gì? Nói chuyện. Ngữ, cái gì ngữ? Tục ngữ. Không. Cái gì ngữ? Cái gì học Anh văn nè, học ngoại ngữ. Không. Nói ra gọi lại gì? Thôi bỏ qua đi. Lỡ mà sắt trái cây mà lỡ bị gì? Đứt. Rồi đúng một từ. Ở nhà người ta xuống cái gì mà để mà mình có mạng? Xuống dây cáp. Đúng, từ thứ nhất. Bóng đèn điện gì? Bóng đèn điện sáng. Không, điện gì cái hiệu á, cái hiệu á. Điện quang. Đúng rồi, cáp lại. Đứt cáp. Bóng đèn điện gì? Đứt cáp quang. Anh làm ở tổ chức gì? Thị đoàn. Không, gọi chung là gì? Hội. Chịu. Khi chịu mà mình, không, mình có cái cơ thể mình thì gọi là chịu chứng. Lấy từ cuối ghép lại. Hội chứng. Rồi, chính xác. Cái chuyển, cái gì chuyển? Ba. Đi lên, chuyển, đi lên. Phát triển. Lấy từ đầu. Dạ. 4 từ mình giải mã được, tức là từ trào lưu nè, từ lan truyền, đức cấp quan và hội chứng, mang về cho nhà mình 2.000 điểm. Mời em tìm bước chân may mắn cho mình. Màu xanh luôn ạ. Màu xanh. Chúc mừng em. Bác sẽ nhận được. Đó là một cái lẩu điện. Gia đình của Kim Thùy. Nhà mình ai diễn tả vậy Thùy? Dạ em diễn tả ạ. Mời em bấm nút chọn hình. Chủ đề năng khiếu. Này, bắt đầu. Cái này có hai từ nha. Em đang làm gì? Gảy đàn. Không, đúng chưa sao? Đàn. Rồi. La 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 la. Đàn hát, làm hát, gì? Hát. Rồi ghép lại. Đàn hát. Rồi, đúng. Này có hai chữ. Họa sĩ là ta làm gì? Vẽ. Vẽ. Rồi chị luôn ghi hai chữ. Vẽ chạch. Đúng rồi. Có ba chữ.
Kim bác sĩ chích kim vô tay để thấy gì? Tháo văn nghệ. Mình bị trùng khớp một từ khóa rồi đó. Rồi, cái này có hai chữ. Em đang làm gì? Múa. Không. Nhưng mà nhìn lắc lên. Nhảy. Đúng rồi, hai chữ. Nhảy nhẹt. Không phải, đó là từ lái. Nhảy nhót. Đúng rồi. Bốn chữ. Nói chuyện với nhau, mình nói chuyện với nhau gọi là gì? Tâm sự. Không phải, đêm đêm cái gì thừa? Giao. Rồi, đúng rồi, đó là chữ thứ ba ha. Hai người nói chuyện với nhau cái gì? Tiếp. Đúng rồi, đó là hai chữ cuối. Tiếp giao. Ngược lại. Giao tiếp. Đó là hai chữ cuối. Hết giờ. Khả năng giao tiếp ha, ở đây đàn hát, vẽ tranh là em nói đúng nè. Máu nghệ sĩ thì mình bị trùng khớp cái chữ sĩ, tiếc quá. Rồi từ nhảy nhót em cũng nói đúng luôn. Ba từ khóa mang về cho nhà mình 1.500 điểm. Vẫn có cơ hội tìm bước chân may mắn. Dạ em chọn ô màu xanh ạ. Ô màu xanh. Có đẹp. Mặc dù chỉ có 1.500 điểm thôi, nhưng mà giờ mình có cái món quà này, nó giá trị hơn 1.500 điểm đó em ơi. Cái tủ lạnh. Gia đình tiếp theo, gia đình của Bảo Châu. Nhà mình ai diễn tả đây? Dạ em diễn tả. Mời em bấm nút chọn hình. Chủ đề thói quen xấu. Bắt đầu. Này có hai từ. Ngủ gật. Hay ngủ nướng. Đúng từ đầu. Từ sau là... Ông đúng luôn rồi kìa. Ừ, đúng luôn. Có ba từ. Em làm động tác gì? Cắn. Cắn móng tay. Đúng. Động tác này. Ngoái mũi. Trời ơi. Đúng. Một người mà thường như là đi trễ, đi trễ rồi đó, người ta gọi là gì? Cái này là từ lái. Thôi bỏ qua từ này đi. Bốn từ. Cái này thường thường người ta nói ở trong một công ty hoặc là một gì đó, thường thường một nhóm người ta lại với nhau, người ta chia ra thành, thường thường ta gọi gì? Cái gì bạn? Bạn gì? Bạn bè. Đúng từ thứ hai với từ cuối rồi, từ đầu với từ thứ ba giống nhau, gắn lại với nhau á. Kết bè kết phái. Đúng rồi. Còn từ đầu là hai từ này là từ lái. Từ sau. Cái bao tử của con gà gọi là cái gì? Cái gì? Đúng rồi. Nói ý nói là cái người đó chậm chạp á. Cái gì mề? Thường thường. Lê mề. Đúng. Bà có lề mề không em? Dạ có. Đúng. Tại vì thấy cái cách mà bà diễn tả đó, thời gian chạy trôi vùn vụt. Bà bảo cái anh ơi, dễ anh lên. Như vậy là cái gì hết anh? Trời ơi, giống như là trên cuộc đời này không có cái gì khái niệm gọi là thời gian á. Cũng may là em hiểu ý của bà. Phải nói rằng cái cặp này đúng là tâm đầu ý hợp á. Mặc dù cái bà kia bà cứ từ từ. Bà bất chấp thời gian chuyển động. Không gian như ngừng trôi với con người này. Đó. Vẫn đoán đúng được 5 từ khóa, ghê chưa? Lề mề, ngủ nướng, kết bè kết phái, cắn móng tay, ngoáy mũi. 2.500 điểm, chúc mừng em. Tìm bước chân may mắn nào. Ô màu trắng. Màu trắng. Đó không phải là bước chân may mắn. Kết thúc vòng thi thứ 3. Gia đình của Thanh Phúc được 5.000 điểm. Gia đình của Kim Thùy 4.000 điểm. Và gia đình của Bảo Châu 6.500 điểm. Chúng ta sẽ chia tay với gia đình Kim Thùy. Hai em sẽ ra về với giải thưởng là 4 triệu đồng. Và hai gia đình còn lại sẽ bước vào vòng đặc biệt mang tên Nhanh Tay Đáp Lẹ. Vòng thi thứ 4, vòng thi quan trọng nhất nha. Bây giờ thì mình sẽ có 5 câu hỏi để cùng nhau vượt qua. Câu số 1, chủ đề dinh dưỡng. Dạ, em cược 1.000 điểm ạ. Châu. Dạ, em cược 1.000 điểm. Rau mồng tơi có tác dụng trị sỏi thận hay hỗ trợ giảm cân? Mời Phúc. Dạ, em xin trả lời là giảm cân ạ. Giúp cho giảm cân đúng không? Dạ. Đây là câu trả lời chính xác, chúc mừng em. Chất nhầy trong mồng tơi
còn có tác dụng ngăn chặn quá trình hấp thu chất béo trong đường tiêu hóa. Vì vậy, nó rất có ích cho những người muốn giảm cân hoặc bệnh nhân có rối loạn mỡ máu. Bên cạnh đó thì rau mồng tơi lại chứa lượng axit oxalic purin cao, cho nên ăn nhiều rau mồng tơi chuyển hóa thành axit uric sẽ tăng nồng độ canxi oxalat trong nước tiểu, tích tụ trong cơ thể dễ gây sỏi thận chứ không có tác dụng trị sỏi thận đâu nha. Câu thứ 2, chủ đề dinh dưỡng. Em cược 1000 điểm. Dạ em cược 1000 điểm ạ. Nước cơm có tác dụng ngăn ngừa táo bón hay chữa tiêu chảy đối với trẻ trong giai đoạn ăn dặm? Mời Phúc. Dạ em xin chọn là cả hai ạ. Em cho rằng cả hai. À, cùng một cái loại là nước cơm có thể chữa được hai cái loại bệnh mà nó tréo ngoe nhau vậy sao ta? Đây là câu trả lời chính xác, chúc mừng. Nước cơm rất giàu chất xơ, chống táo bón hiệu quả. Thêm vào đó, nước cơm cũng chứa nhiều tinh bột, kích thích các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, là một phương thuốc tự nhiên tuyệt vời để chữa bệnh tiêu chảy. Đặc biệt, nước cơm rất an toàn, ngay cả với trẻ sơ sinh, người có vấn đề về dạ dày cũng không sao cả. Nhớ nha. Câu số 3. Em cược 1000 điểm ạ. Em cũng cược 1000 điểm ạ. Dầu dừa có tác dụng bảo vệ sức khỏe răng miệng là đúng hay sai? Dạ thưa anh là đúng ạ. Em có coi mẹo giặt với lại ở trên mạng thì có nói là dầu dừa có thể là giúp mình mượt không bị sâu em. Răng, mượt tóc và răng chắc nữa. Đáp án mà Bảo Châu đưa ra chính xác, chúc mừng. Theo các chuyên gia, dầu dừa có chứa chất chống oxy hóa uberin mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, như là bảo vệ sức khỏe răng miệng, kiểm soát cholesterol và thậm chí giảm béo, những tác nhân quan trọng dẫn đến bệnh tim. Bên cạnh đó, loại dầu này còn được chứng minh có thể giúp cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa. Bạn có thể dùng dầu dừa để súc miệng 2 lần trong ngày để cải thiện các vấn đề về răng miệng. Bây giờ mình sẽ đến với câu thứ 4. Từ câu này trở đi, mình đưa đặt cược phân nửa tổng số điểm nha. Dạ em đặt cược nửa số điểm ạ. Nửa số điểm. Dạ em cược 2000. Giữa mè đen và mè trắng thì loại nào thường nấu chè, loại nào thường dùng trong đông y? Mè gì? Mời em. Dạ em xin chọn là mè đen ạ. Mè đen là để nấu chè ạ. Mè trắng là dùng trong đông y. Đáp án mà Thanh Phúc đưa ra là đáp án chưa đúng. Mè đen hay mè trắng đều là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, phòng và chữa nhiều bệnh như là suy nhược cơ thể, trị tóc bạc sớm và thiếu máu. Tuy nhiên, xét về hàm lượng dinh dưỡng và tác dụng chữa bệnh thì mè đen có nhiều ưu điểm hơn mè trắng. Do vậy, trong các bài thuốc đông y thường sử dụng mè đen làm thuốc chữa bệnh, mè trắng đa số được dùng trong chế biến thức ăn và làm bánh. Tiếc quá. Như vậy là mình mất đi nửa số điểm mà mình đã có. Mình còn câu số 5, ráng dớt giác gỡ lại nha em. Hiện nay thì em còn 3.500 điểm, nhưng mà em có thể đặt cược tối đa là 1.700 điểm. Chơi không? Chơi. Chơi luôn. Em thì sao? Dạ em đặt nửa số điểm. Trong 1 phút 30 giây, các em sẽ viết cái đáp án của mình vào trong bảng nha. Và sau đó, bên nào tự tin mình có nhiều đáp án hơn mà đúng thì mình sẽ bấm chuông để giành quyền trả lời. Câu hỏi như sau. Kể tên 4 loại bánh mặn được làm từ tinh bột, chẳng hạn như là bột gạo, bột mì, bột nếp, bột năng nha. Mỗi thứ một bánh mà có nguồn gốc từ Việt Nam. Phúc đã bấm chuông trước. Bánh bột lọc, bánh tét, bánh bao, bánh mặn, bánh tằm. Trước tiên, bánh bột lọc được làm từ bột năng, bánh bao được làm từ bột mì là 2, bánh tét được làm từ bột nếp là 3, bánh tằm
được làm từ bột gạo là 4. Chúc mừng. Chúc mừng em. Như vậy là chúng ta đã kết thúc vòng thi thứ tư với cái câu hỏi cuối cùng này, hồi hộp đứng tim. Kết thúc vòng thi thứ tư, gia đình của Thanh Phúc được 5.200 điểm. Gia đình của Bảo Châu 7.500 điểm. Mời Bảo Châu tiến lên giải cứu trong xã của mình. Đây, tặng cho bà xã em đi. Thương lắm nè, thương lắm nè. Bây giờ thì Bảo Châu đang ngồi trên chiếc cân vàng. Ông xã của Châu, em hãy để những bình bột giặt này lên đầu cơ bên kia nha. Bắt đầu. Và chữ shop đã sáng đèn. Xin chúc mừng gia đình của Bảo Châu. Mời hai gia đình còn lại lên sân khấu nhận phần thưởng của chương trình. Kết thúc chương trình hôm nay, về ba là gia đình của Minh Thùy, giải thưởng 4 triệu đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Về nhì, gia đình của Thanh Phúc, giải thưởng 5.200.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Và về nhất, gia đình của Bảo Châu, giải thưởng 7.500.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Cảm ơn nhà bột giặt shop Hương Nước Xà Phải Mới đã đồng hành cùng với chúng tôi. Và tuần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau bà con nha. Chương trình Vợ Tôi Là Số 1 phát sóng hàng tuần ngày Chủ Nhật lúc 20:30 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, và sẽ được phát lại vào ngày hôm sau, ngày thứ hai lúc 16:30 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Xin chào tạm biệt.